Rồi, hello em Di Cá, chào tất cả anh em ha. Rồi tiếp tục chương trình của chiều hôm nay có lên một ít máy bự anh em ha, máy bao bự luôn. Còn nào nấy toàn là khủng long bạo chúa thời tiền sử để lại của anh em. Đấy, nói chung là con nào nấy nó toàn to 40-50 kg, 50-60. Còn ít còn mấy nhà nhỏ thôi anh em nha. Thì mấy cái hàng này thì hôm nay em livestream không có được. Thì em sẽ quay video riêng lên cho anh em. Nói chung là mấy con này giá trị nó cao, để em quay video cho anh em tua qua tua lại đấy, thì anh em xem cho nó dễ hơn. Em like trực tiếp lên phát là qua luôn là không có tua được đấy. Thì ngày hôm nay đó, máy này thì có những con điện ba pha anh em nha, thì có những con kia mấy con tời xích cũng vậy. Nói chung là một những con này mấy con nhỏ nhỏ này em gắm điện vô em test á là điện 100V anh em nha, điện 100V. Còn những con nào em không test á là điện ba pha 200V anh em nha. Đó, ba pha 200V thì toàn bộ là em bao ship cho anh em ha. Đấy, hàng bên em toàn bộ là em bao ship hết. Giá thì em có niêm yết lên trên máy, mỗi một con một giá khác nhau, thì anh em nhìn kỹ cái mã số và cái giá của nó sau gọi trực tiếp cho em chốt cho anh em theo mã số ghi lên trên máy nha. Và khi chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước cho em mỗi đơn hàng, nói chung là cọc 30% anh em ơi, tại vì video hôm nay toàn là máy lớn không máy nặng không à. Cọc 30%, còn bao nhiêu em sẽ gửi về đến nhà. Khi mà anh em nhận hàng, anh em vui lòng khui thùng kiểm tra đúng với hàng của mình đặt và mọi thứ đều đúng như trên video thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại. Còn nếu mà có sai sót gì thì anh em cũng vui lòng gọi lại giúp em luôn, để em giải quyết ngay lúc đó luôn anh em nha. Anh em đừng có nhận xong rồi shipper đi rồi bên giao hàng họ không chịu trách nhiệm cho em thì em cũng khó giải quyết cho anh em ha. Cái lúc đó thì em sẽ bỏ tiền túi ra để giải quyết cho anh em á. Đấy, thì cái mức độ đó thì nó thiệt hại rất là nặng, cho nên là anh em thông cảm, bắt buộc phải khui thùng anh em nha. Đấy, khui thùng kiểm tra đủ số lượng và đủ máy, không lộn, không bởi, không vỡ, đúng như trên video của em quay thì anh em nhận. Còn nếu mà có sai sót anh em gọi lại giúp em thì em sẽ giải quyết cho anh em. À, hàng thì có con nào nói chung là một chút xíu nữa em sẽ test trên video, thì con nào chạy con ngon lành ok thì giá thành nó khác, còn con nào mà chạy không ok cái giá nó sẽ khác luôn anh em nha. Đấy, anh em nào mà biết dọn máy thầy thợ thì anh em lấy mấy con mà chạy tào lao á, chút xíu nẹt lửa nó thì nó rẻ hơn. À, còn những con nào mà chạy ok thì nó sẽ là giá nó chát hơn anh em ha. Đấy, nó là như vậy thôi, con nào đẹp thì giá chát hơn. Rồi, cũng có hai cây khung bàn 1 mét đây anh em nha, hai cây khung bàn 1 mét đây. À, thì nó cao 1 mét á. Lát nó đi ba pha anh em, lát nữa em sẽ quay riêng con đó. Còn mấy con này, hàng nhà em thì còn bao la bát ngát luôn anh em, rất là nhiều. Còn mấy cái cầm tay này em chưa dọn để quăng bú xua cậu. Rồi, bây giờ em sẽ quay từng con một, anh em xem và tham khảo ha. Rồi, con đầu tiên mã 381 ngày hôm nay, video hôm nay anh em nha, 381. Thì con này nó lưỡi cắt bao nhiêu em? Dỡ lại. Con này nó lưỡi cắt 100 Makita, lưỡi 180. Đới bàn thì rất là chắc chắn luôn nha. Thì cái dây điện của nó em thấy nó hơi xấu, anh em về dọn lại ha. Thì đới bàn thì rất là chắc chắn luôn. Một cái khung bàn lưỡi 180. Đấy, ok luôn em nha. Thì riêng con này lưỡi 180, một cái khung bàn có hai công tắc kia. Rồi, giá ngày hôm nay nó là đó, từ từ đo đi em, đo lỡ rồi đo đi. Rồi, cái này thì nó là 40 cm nè, này thì nó là 34 cm nè, chiều cao của nó là 25 anh em nha, và nó là 550k và bao ship về đến nhà cho anh em nha. Đó, 550k đấy, bao ship về đến nhà cho anh em ha. Đó, lưỡi 180, 550 luôn, hàng của Makita. Đấy, 550k là bao ship rồi anh em nha, về đến nhà cho anh em chỉ là giá đó thôi, không có thêm chi phí phát sinh đâu. Rồi, đưa vô tiếp con. Tiếp tục, đây là một con máy gì ta? Máy cắt xương. Thì nó bị mất cái nắp chụp quèn sau đuôi anh em nha. Đây, mất nắp chụp quèn sau đuôi. Và cái lưỡi của nó cũng khá là ok luôn. Nó bị tét tét hay đang miếng anh em nha. Đó, mà máy rất là nặng, lưỡi bén anh em nha, lưỡi rất là bén luôn. Đó. Còn dưới đít thì nó cũng đẹp, tốt, test miếng mica ngay đây. Đưa tới đưa lui được anh em nha. Vậy giờ anh em giờ vệ sinh thêm ha. Đó, đưa tới đưa lui được nha. Quay tới quay lui. Cái này. Quay, này quay được mà quay xíu nó cứng anh em. Anh em giờ vệ sinh dầu nhớt vô luôn ha. Đấy, rồi. Đây nè. Đây là một cái tem của nó đây. Tokyo Hitachi Japan, điện nó là 200W, điện 100V. Đấy. Chạy tu nó nhanh lắm anh em, tu nhanh lắm. Một con cắt thịt cắt xương. Ủa, bóp cái thắng là luôn hả? Rồi, đấy, bóp cái thắng là luôn anh em à. Đấy,
Này một cái lưỡi cắt xương anh em ơi, một cái cắt thịt cắt xương. Rồi, em này ngày hôm nay em tính cho anh em là 1 triệu 800k bao ship về đến nhà cho anh em ha. Đó. Mã nhiêu em? 382. 1 triệu 800k nặng lắm anh em nha. Đó, con máy này nặng lắm. Đo chiều dài chiều cao bỏ xuống nha. Đo chiều dài chiều cao em. Quên đi chứ. Này nó là 55 chiều dài, tổng chiều dài 38 đi. Chiều ngang nó là 38. Chiều cao của nó 50 đi. 50. Đó. Lên nó là 50 rồi, mã 382, con này 1 triệu 800k anh em nha. Đấy, ok luôn, quốc luôn em. Lắc ra đây. 383 là một cục. Cục này chắc em phải học thêm 3 khó nữa em mới biết cục này cục gì. Rồi, đây là hai cái đầu như là bơm thủy lực gì anh em ơi. Nó có nhớt ở đây này nha, cái đầu OIL là nhớt. Còn ba này là ba cái nút. Rồi. Cái này thì nó có đây, này. Mới tin ốc nội yết mới tin đây. Thì con này nó là điện 3 pha 200V. Đấy, 3 pha 200V anh em chụp hình và cái tên lại giúp em ha. Đây là một cái khung hình của nó. Còn đây là tiếp tục cái khung hình của nó nữa đây anh em nha. Đấy. Khung hình của nó. Đây để cho này là 51 kg mà em con là 55 kg lận anh em nha. Đây nó có nhớt này nữa sao ạ. Đấy, 55 kg lận. Đây là cái két nước. Đó, nó một cái két nước. Cục sắt. Nặng 55 kg anh em ơi. Đấy. Không thấy dây đường dây điện nằm đâu luôn. Điện 200V 3 pha chắc nằm đâu. Nằm đâu. Ổ điện nằm. À ổ điện nằm đây. Đấy, ổ điện nằm đó. Rồi, 55 kg con này. Rồi tính cho anh em là 1 triệu 55 kg về chai 515 1 triệu 6. Rồi 1 triệu 800k luôn anh em nha. Đó. Mã 383. 1 triệu 800k. 383 1 triệu 800k luôn em nha. Nặng 55 kg. Maximum luôn, quá nặng. Đó, bao ship cho anh em ha. Đó, 383 1 triệu 800k. Rồi con này 384. Khoét điện 110. 384 khoét điện 110 này nha. Tắt. Cái đó là công tắc anh em nha. Đưa xuống. À đó là tắt từ, còn đây là tắt tắt máy. Đó, cái chánh giữa là tắt máy anh em nha, lên là máy chạy luôn. Đó. Rồi. Xả xuống. Rồi ok luôn. Một cái con khoét từ Acha A35. Acha 35. Đây anh em nha. Đấy, thì cái tên của nó đây 8A. Đó, Acha 35 quay lên quay xuống được em. Quay lên quay xuống được anh em á, máy thì chạy ok luôn, điện 110. Hai cái toàn bộ điện 110. Rồi con này thì mã 384. 2 triệu 100k cho anh em luôn nha. 2 triệu 1 luôn. Đó, 2 triệu 100. Bao ship rồi anh em nha. Mã 384. 2 triệu 100k. Bao ship cho anh em ha. Rồi. 385. Là một con máy cắt đường bê tông. Nó bị gãy cái tay anh em ơi. Hàng con này là từ đá bao nhiêu ta? Đá thì đá lớn này. Đây là cái tem của nó là 100V nè. Mà 1300W nè. 14A thì 1300W. Đo cái lưỡi này, đo cái lưỡi thử này. 305 anh em nha, cái lưỡi 305. Xài đá 305. Đó, coi à, quên con này đọc dòng tu. Đọc cái dòng tu. Rồi anh này không có dòng tu anh em ơi. Nó không đợi. Gãy cái tay rồi nha, anh em giờ bó buộc lại cái tay nó ha. Đấy. Đá 300 anh em nha. Này. Đá 300. Đấy, đá 300. Rồi con này 385, giá của em nó là 650k. Bao ship về đến nhà cho anh em nha. Bị dương quá rồi anh em ơi. Đó, gãy một tay rồi. Đó, gãy tay rồi. 365. 385, 650 luôn. 385 650 luôn. Rồi, 386 là một con cưa vòng của Cosi. Con này chạy ok anh em nha. Con này cưa vòng của Cosi 350W điện 100V. Đấy, chạy ok luôn.
Thôi bao gắm rồi coi thang em. Rồi con cưa vòng này, cái đầu cắm nó không có anh em nha. Con cưa vòng này đầu cắm nó không có. Rồi tính cho anh em con này 600k anh em nha. Đó, 386, 600k tổng chiều dài từ trước ra sau là 65 anh em nha. 65, phải không ạ? Nãy coi số lại rồi. Đúng rồi, 65cm. Đấy, 65cm. Rồi mã 386, còn này chạy ok nha. Rồi 600k luôn. Rồi 387. Con này cắt lưỡi 190. Con này cắt lưỡi 190. Đó. Đới nhựa anh em ơi, đới nhựa. Xéo được hơi cứng anh em giờ vệ sinh thêm nha. Xay được luôn hả? Xéo được, xay được. Con này không có thắng anh em nha. Đó. Đới này bằng nhựa anh em nha. Xéo được, xay được. Chạy ok nhưng mà không có thắng. Con lưỡi 190. Một con cưa sạch đấy. Rồi mã 387, con này 450k anh em nha. 387 450 luôn. 450k. 387 450 luôn. Rồi tiếp tục 388. Rồi con này con gì đây nè, chạy im ru anh em. 388 con này diện gì á? Chạy im ru à? Không biết con gì đâu anh em. Con này chạy ok em ru anh em nha. 5.6A 4.8A 7 350k kg F trên cm gì đây. Rồi. Cái giòi đây. Rồi cái giòi này đây. Đấy. Hả? Không biết cái máy gì anh em ơi. Rồi, con này 388 tính cho anh em là 600k luôn đi anh em nha. Đó, 600 luôn. 388 600. Rồi tiếp tục con này 389. Một con 389 nặng 23 kg. Chạy anh em nha, một con motor bơm nước đẹp lắm anh em ơi, nhưng mà chạy. Rồi. Chạy nha anh em ơi. Đầu cái ống này là 45 anh em nha. 45. Đây là cái tem của nó đây, điện 100V. Cái này thì 47, chiều cao của nó là 47, cái ống này ống 45. Đó, ống 45, nặng 23 kg anh em nha. Rồi, con này nặng 23 kg, tính cho anh em là 900k anh em nha, bao ship nha, nặng 23 kg luôn. Đó, 900k, bao ship cho anh em, 389, 900. Rồi, 390. 390, một con máy gì đây? Rửa xe. Hay là máy gì? Máy rửa xe. Con này 7 lít trên 1 min, 14 kg. Con này hàng gì đây em? Cosin, lời tới đây. Cosin. Qua tôi có tiền của nó. Đây anh em nha, bằng dưới đít nè, motor của nó. Rồi. Đây không có ống có giòi anh em nha. Con này không có ống, không có giòi. Quay lại em, quay ngược lại. Cosin. Không có cái tên của nó đây. Hình như Cosin là hàng da băng anh em nha, hàng Cosin hàng da băng. Đấy. 390. Rồi con này tính cho anh em 1 triệu anh em nha. Đó, 1 triệu luôn. Đó. Con này nặng lắm anh em, chạy ok nha. Anh em giờ tự bỏ ống vô tự ấy anh em nha. Tự test nha, chứ còn em thì chỉ test máy chạy thôi. Đó, 390, 1 triệu luôn. Motor kia luôn em. Rồi tiếp tục con motor này 391. 15 kg. Đấy, chạy không em? Chạy anh em nha. Đó. Đã chạy nè. Rồi 391. Đầu ra 45. Đầu ra 45. Đó, đầu ra 45. Này 43 anh em nha, 43. Đó, rồi con này tính cho anh em là 600k một con bơm. Điện 100V anh em nha, 600k bao ship cho anh em luôn. Đó. 391 600. Rồi con này 392, con này gắm điện 220 cho em. Bỏ mấy motor kia qua luôn em.
Rồi 392. Con này thì con motor bơm nước nhỏ thôi anh em ơi. Chạy không? Con này điếc anh em nha. Rồi con này điếc luôn. Nó bị bởi miếng dưới là cắm điện vô không chạy. Em cũng không có đụng chạm gì, sửa xiết gì trong của nó đâu anh em nha. Đó, thì con này đây, cái tem của nó đây. Điện 100V. Rồi, em này tính cho anh em là 180k, anh em về dọn ha. 180k bao ship anh em nha, 180k. 392. Rồi 393. Con này thì nó là điện 100V nè, con này em không test luôn nè. Đó. Nó dây ngắn quá em không test nè. 393. Đấy, hình thức con này 200k bao ship anh em nha. À, anh em về tự test giúp em ha, bán sát luôn em nha. Đó. Rồi, 393 200 luôn. 393 200k. Rồi 394. Con này điện 3 pha anh em nha. 4 dây điện 3 pha. Con nó bỏ đi em. Con này 4 dây điện 3 pha. Đó, con này mất cái nắp dưới thôi. Mẹ miếng miếng mất nắp dưới nè. Thì cánh quạt nó cũng còn quay được anh em nha. Rồi tính cho anh em con này là mất nắp dưới 350k đấy. 394 một con bơm chìm. Đấy, 3 pha 394. Rồi con này 395. Đó, một con này điện 200V 3 pha nhưng mà em đấu tụ xuống còn hai, còn lại điện 200V anh em nha. Em đang gắm điện 200V đó. Đấy, em đang gắm điện 200V anh em, chạy từ từ á, gắm điện vô. Bị thiếu tụ á. Anh em giờ đấu thêm tụ vô là ok. Đó, chạy đủ tua nè. Chạy đủ tua im ru luôn anh em nha. Đấy, chạy đủ tua im ru luôn đây. Cái tem của nó đây nè em ơi. 3 pha 200V. Công suất của nó là đá 205. Công suất của nó là bao nhiêu ta? Không thấy luôn. Đấy, đá 205 hàng Osaka Gia Băng anh em nha. Rồi, con này. Rồi, hôm nay tính cho anh em 1.700k bao ship luôn nha. Đó. 1.700 luôn. 395, 1.700k bao ship cho anh em ha. Rồi, con này 396. Cốt chạy đã không chạy. Sao cốt chạy mà đá không chạy? Con này cũng mày nước hả? Cốt chạy mà đá nó không chạy. Cốt nó chạy nè anh em. Nhưng mà đá không chạy nha. Đó. Con này là mày nhám anh em nha. Con này với nhám nè, nó mày. Mày nhám. Thì chân cao su nó bị mất hai chân nè. Chân cao su bị mất hai chân 250W. 250W. Mấy cái vỏ nhựa này tép tép anh em nha. Đấy, cốt nó chạy nhưng mà đá nó không chạy, đá nó bị lỏng sao á. Đó. Tép tép mấy miếng này nữa anh em nha. Những đá này thì anh em giờ thay lại nè, nó bị mẻ bởi nè. Đó, giờ thay lại anh em á. Máy này nặng khá nặng luôn. Rồi, con này anh em giờ nhờ nghiên cứu cái khúc này nha. Cái cốt này, cái đá này nó quay nè, mà con viên đá này nó không chạy, không biết sao. Rồi, 396 850k anh em nha. Rồi 396 850 luôn. Rồi 397. Con này chạy mà. Mày sáng điện mà, bữa sáng mà. Đứt rồi hả? Kỳ vậy. Bóng này nó không sáng rồi bán sao được. Thôi bỏ ra đi. Để làm cái khung đồ đồ chơi chơi cho vui cũng được. Đó. Rồi em này thì là một con rút lõi đây anh em ơi. Đấy, một con rút lõi máy lớn luôn anh em nha. Đấy. Rồi 397. 397 một con rút lõi máy lớn hàng của Husky. Con này to đùng luôn em ha. Đó, đo 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 chiều dài đi em, đo chiều dài đi. Cái bảng của nó là 80. Đó, chiều cao là 80. Con máy thì nó là 50. Đó, máy 50. Này nó là 38. Ừ. 30 quên 28 nha, 28 gần 30. Hàng Husky rồi đứng lên em, dựng đứng lên. Giảm lên em. Đấy, nó có một cái đế chừng như này. Đó đi. Con này chạy ok luôn em nha. Đó.
Anh chạy rất là ok luôn. Bên này dính gì vậy? À, cái cần đó hả? Cái cần này 1700W. Đó. 1700W, 1400 mấy chục ấy á. Này, có thông số đàng hoàng luôn em nha. Một con rút lõi bê tông. Rồi, hàng của Husky. Rồi, con này 2.100.000 anh em nha. Con này 2.100.000 luôn. Đấy. Mã hàng Husky con này loại to anh em nha. To lắm, 397. 2.100.000 luôn. Đó, 2.100.000. 397, 2.100.000 luôn. Con nó bỏ đi em ơi. Không có lưỡi nè. Rồi. Tiếp tục. Con này 398. Hơi tét tét miếng ở đây nè. Hơi dăm dăm miếng ở đây nè. Đó. Hơi dăm dăm mấy miếng ở đây. Còn ti chuột thì ok luôn hả? Xéo được hai bên mà đúng không em? Xéo được hai bên không? Đó, xéo được hai bên nha. Thì con này là sơi mừ. Đó. Xéo được hai bên, sơi mừ ép sơi, lưỡi 255 chuột. Có thắng anh em nha, hơi nhá lượng tí xíu thôi. Đấy, anh em về dọn lại, không dọn không sao. Dọn lại cho thắng nó nhảy luôn em ơi. Đó. Thì con này chuột thì ok vô tư luôn nè, xéo được nè. Xéo được hai bên được luôn. Rồi xoay nhẹ nhàng luôn em nha. Thì nó chỉ có mỉ, nó mỉ mấy miếng nhựa. Đây, nghe đèn miếng nè. Đó, lưỡi hợp kim thì ok luôn. Trên đây nó bị dăm dăm miếng chút xíu ở đây em nha. Nói chung là chuột đẩy vô tư luôn. Rồi 398 con này 2.400.000 anh em nha. 2.400.000 luôn. 398, đế chân thì nước sơn thì còn ok luôn, không bể không mẻ luôn. Đó. Đây cái tem của nó đây nè. Lưỡi hợp kim thì ok rồi đó. Đây 255. 1300 mấy chục watt á. Đấy. 255 rồi. 2.400.000 luôn em nha. Rồi con này 2.400.000 sơi mờ FS. Rồi. Rồi con này 399 là một con cưa chuột ép sơi sơi 8 ép bơi 1050W, lưỡi 216, điện 100V. Thì cái này nó bị gì em gỡ cái miếng kia ra rồi. Gỡ cái miếng keo ra. Gỡ mấy miếng keo ra hết đi. Coi thử nó có bị gì không. Không, chưa coi, chưa có chụp luôn thử. Con này chuột cứng anh em nha. Con này ti nó mới mà chuột nó cứng. Đó. Anh em giờ vệ sinh lại một phần ti nè. Xoay được nè. Xéo. Xoay được. Rồi xéo được nhưng mà chuột chuột không được hả? Ti nó còn sáng lắm anh em nha, nhưng mà chuột không được. Rồi test máy đi. Rồi, ok luôn. Thì ti nè, con này nó còn sáng anh em nha, nhưng mà chuột không được. Thì con này thì em sẽ tính cho anh em là 1.600.000. Anh em giờ vệ sinh là cái phần ti của nó anh em nha. Đấy, con đẹp thì 1.800.000, mà 66 thì 1.700.000. Con này không cái chuột được, ti nó sáng anh em nha. Thì nó là 1.600.000. Đó, thì cái con kia thì nó là lưỡi Makita Rin luôn anh em à. Đấy, máy Hitachi mà lưỡi Rin Makita. Rồi, 4 chân cao su ok anh em nha. Rồi, cái này thì mã 1.600.000, mã 399. 1.600.000 anh em nha. 399 1.600.000 luôn. Đó. Rồi tiếp tục con này mã 400. Mã 400. Đó, nặng 35 kg anh em ơi. Còn một con cưa vòng này thì nó là có lưỡi luôn em. Đấy, có lưỡi luôn nha. Con này nó có lưỡi trong mình luôn. Đấy, có lưỡi trong mình luôn. Chạy khá là ok luôn em nha. Rồi con này 2.000.000 luôn em ơi. Đấy. 2.000.000 luôn. Rồi con này nó là 300 mã 400. Giá của em nó là 2.000.000 luôn, bao ship về đến nhà cho anh em nha. Con này 2.000.000. Rồi, mã 400. 2.000.000 luôn. 2.000.000 cưa vòng, đo kích thước em. Này, cái tem của nó đây anh em, 250W. Này gần 80 anh em nha, đó, gần 80. Cái khung của nó 25. Khung của nó 21 anh em nha. Rồi. Mã 400 giá 2.000.000 anh em ơi. 400 giá 2.000.000 luôn. Rồi con này 401, con này điện nhiêu em? 401. Rồi điện 100 từ từ em tháo cái bọc nhựa lại.
Tháo hết. Đo cắt mấy ly em? Quả trên này cắt mấy ly? 5 ly. Tời được 100 kg, 80 kg, 42 cái gì này, 400 W. Anh em chụp hình là cái tem giùm em nha. Đấy. Rồi. Hai sơi 100. Cái thử em. Kéo ra thử dài bao nhiêu luôn. Nãy quên đo rồi chứ. Không có móc hả? Dài. Kéo ra em. Quay ngược lại. Rồi kéo ra 7. Kiểm tra cáp luôn. Đi ra đường luôn em, chạy êm ru luôn em nha. Con nó chạy bao êm luôn. Nó cái xe này nghi kéo bao em ạ. Trời, đợi em kéo ra em test thử nó có cáp nó có bị đứt không. Quá dài. Rồi để em bấm đứng cái video lại để em đo cho anh em nha, trong thời gian chờ đợi cho nó ra. Rồi em sẽ báo cho anh em luôn. Rồi, em mới kéo cái cáp ra em đo rồi anh em nha. Nó gần 38 mét lận, nhưng mà ghi 35 mét thôi nha. Đấy. Thì cái con này cáp đo em. Tua nó hơi chậm anh em nha, 24 6 ly. 6 ly. Đo lại chuẩn xác cho em. Đo chuẩn là đưa được. 5 ly nhưng mà nó sờn ra rồi em. 5 ly hả? Nè đo chuẩn là nó có 5 ly thôi em. Đấy. Đồ dẹp này nó là 6 ly thôi. Không 5 ly à. Cái nào cũng 5 ly, cắt 5 ly thôi anh em nha. Đó. Đọc ẩu không à. Rồi cái này thì tính cho anh em là 2 triệu bao ship nha. Đó. 2 triệu con này. Đấy, có tem của nó anh em nha. Anh em chụp màn hình lại coi giúp em ha. Rồi, mã 401 2 triệu con này. Tời xây dựng. Rồi con này 402. Con này 402 thì 402. Rồi, con này móc miết đầy đủ. Điều nó điện 3 pha 200V, kéo xích em, kéo xích ra. Đó, có nó có hai cái móc, một cái móc đấy, đầy đủ luôn. Một cái móc đây, như lại một cái kia thì không có móc anh em nha. Cái kia không có móc. Cái này thì nó có hai cái đồng mốt Hitachi tem Bluetooth này. Tem này chịu thua rồi đấy. Rồi có cái tem trước nữa em, tem trước này. Đây là 1 tấn anh em nha. Con Hitachi này là nó là 1 tấn, nó nặng 40 kg. Rồi để cho anh em 1.800.000 bao ship luôn nha. Đấy, 1.800.000 bao ship cho anh em luôn. Đó, mã 402, 1.800.000. Đo ship em, đo ship em. Đo ship đi. Kéo hết ship ra. Xích 3 mét anh em nha, xích 3 mét. Rồi anh em về cái này bán sát luôn anh em nha. Em có điện 3 pha test đâu anh em ơi. Đó, nó là mã 402, 1.800.000, điện 3 pha 200V nha. Đấy, 402, 1.800. Rồi con này 403, con trâu đất này nữa anh em ơi. Nặng 59 kg anh em ơi, điện 3 pha 200V luôn, 59 kg. Cốt thì quay đều luôn, cự kiết nói chung là còn ok hết luôn á. Cự kiết nó còn ok rồi, đặt đít luôn em, đặt đít luôn. Coi chừng nè. Đấy. Đây anh em nha. Đấy. Rồi, con này mã 59. À quên, 59 kg chứ. Đọc số 59 kg ghi mã 59 luôn. Đó. Con này là con Hitachi, công tắc ở đây anh em nha. Đó, công tắc ở đây. Nó nặng 59 kg, cự kiết đâu đó đàng hoàng còn ok luôn. Đấy, đá nè, đấy. Rồi, con này tính cho anh em là 403. 2.200.000, đó, hết mức luôn anh em ạ. Chơi gì. 59 kg bao ship luôn em nha. Đấy, bao ship 2.200.000. Rồi, tới hai cây khuôn bàn. Mã 404. Con nó điện 100V vô luôn em. Rồi con này là con Makita, con đục mỏng xích.
404 thì Makita 7104 đây anh em nha, 1140W cái tem của nó đây. Thì con này xích còn mới tinh anh em nha, nó xích còn mới lắm đó. Bớt em. Con này xích còn mới lắm anh em nha. Rồi 800k dành cho em nó chạy ok luôn. Anh em giờ vệ sinh lại cái phần chức năng của nó, chức năng của nó ra vô cũng được nè. Giờ vệ sinh thêm anh em nha. Đó, rồi 404 800k dành cho em nó luôn. 404 800. Đấy. Đục mỏng xích. Phía trước này anh em. Đấy. 404 800. Rồi, tiếp tục một con 405, một con này thì nó là mâm tròn anh em, 405. 62 kg, ít nhẹ lắm. 405, một con mâm tròn, điện 3 pha 200V. 3 pha 200V mâm tròn anh em ơi. Cái thùng này thùng bằng sắt. Đó, cái này bằng sắt. Bu ly, quay bu ly đi em. Bu ly còn quay bình thường anh em nhé. Này nó còn có một tay, hai tay. Đầu kẹp 13, hai tay. Cao là 1m đo em. Hàng kinh anh em nha, hàng kinh made in Japan anh em nha. Đó, quay tới quay lui được nè. Đấy, hàng kinh made in Japan. Đấy. Nặng 62 kg, rất là nặng luôn. Điện 3 pha 200V hàng kinh. Đấy. Rồi, con này 405. Mâm tròn anh em nha. Đó. Rồi. Cái này thì nó là 1m01 anh em nha. Đó, 1m01. Rồi cái con công tắc nằm ngay đây, hai cái công tắc lớn nhanh chậm gì đây, L M gì đây. Đó. Còn cái motor của nó là motor này. Motor của nó là hàng của này hàng kinh. Sao nó lại đợi nó đợi chữ Taiwan là sao ta? Cái tem này tem Nhật mà. Đó. 200V 3 pha. Đấy. Này cái này không không hiểu được. Đấy. Nó đợi chữ Taiwan gì đây. Mà hàng kinh nên hàng kinh này hay là hàng Nhật mà. Đó, nhìn cái mẫu dáng của nó hàng kinh là. Đó, hình hay là con này là con Đài Loan. Taiwan mà. Không hiểu được. Đấy. Cái đó là em không hiểu nha, hàng kinh nó chuẩn là hàng của Nhật mà sao kỳ vậy. Đây là chữ Taiwan cái đó anh em nha. Đấy, mà điện 3 pha 200V. Đó. Rồi con này anh em nghiên cứu nha. Đó, nó đợi hàng kinh em không điện 3 pha, con dây nó hơi xấu nè. Đấy, con dây nó hơi xấu. Rồi, giá của em nó là 3.200.000 anh em nha. Đấy. Nó đợi hàng Taiwan anh em nha. Đấy. Nhưng mà mẫu dáng của nó là như thế này thì không đúng rồi. Rồi anh em nghiên cứu giùm em nha. Rồi, con này 70 kg. Này nó có bộ khởi động từ gì đây anh em? Bộ đây bộ gì vậy em? Công tắc của nó. Cầu đấu gì á. Con này thì Hitachi, quay cái mâm em. Cao đúng 1m mà cái nắp này bể rồi anh em nha, nắp này nó nát rồi. Đó. Này 3 bu ly, tay nắm 3 cái con. Tay nắm 3 cái còn luôn. Đó. Dây điện thì nó cũng dài, dây 3 pha. Đó. Lên xuống còn anh em nha. Đó. Cái này giờ là bởi luôn rồi anh em nha. Này tét bởi luôn rồi vứt luôn á. Đó. Đó, nó chỉ còn là cái khung thôi. Cái nắp đó anh em giờ đổ lại ha. Rồi, quay mâm đi em. Mâm lên xuống quay được ha anh em nha. Rồi con này hàng của Super. Nặng 78 kg, Hitachi. Đây, 9 tông luôn này nha. 200V 3 pha, anh em chụp mình hình là cái tem giùm em ha. Rồi con này mâm tròn. Rồi con này thì mã 406 3.8 anh em nha, Hitachi. Con này con Hitachi. Đó. Rồi con này 1m05 luôn em nha. Con này 1m05, con này hơi nặng. Rồi hết rồi anh em ơi, kết thúc chương trình rồi. Rồi em kết thúc chương trình anh em ơi. Đó. 406. Chiều hôm nay em quay 20 mấy con, hàng máy to. Rồi thì anh em xem con nào ủng hộ em thì em cảm ơn ha. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Chúc anh em một coi như là ngày mới nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha.